Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọng. Thời gian gần đây thì mình rằng Epione họ ra khá là nhiều những mẫu ghế cùng thời học với mức giá có thể coi là tương đối rẻ. Đầu tiên chúng ta sẽ có em Forte Chair với mức giá khoảng tầm là 4 triệu, hay là cao hơn một tí các bạn sẽ có ngay cái em mình đang ngồi đây, đó chính là Easychair 2.0. Đây là một cái sản phẩm mình nghĩ rằng trong tầm giá có từ 6 đến 7 triệu ấy thì nó đáp ứng tương đối là tốt cái nhu cầu sử dụng. Và em này ấy, thì mình cũng đã ngồi cỡ khoảng là 1 tuần rồi. Thế nên hôm nay mình sẽ làm một cái video đánh giá chi tiết để chia sẻ với bạn những trải nghiệm của mình với em Easychair 2.0 này, để xem nó có gì hay, nó có gì thú vị, cũng như là có phù hợp với bạn hay không nhá. Chi tiết mời bạn nào xem. Đầu tiên thì mình sẽ nói về nhóm đối tượng phù hợp để ngồi em ghế này nhá. Cụ thể thì mình đã cho anh em trong văn phòng vật vờ studio ngồi thử rồi thì đều thấy rằng em này nói chung là phù hợp với đại đa số thể trạng của mọi người. Cụ thể mình có cho những em cao cỡ khoảng là 1m82 ngồi, cũng như là nặng cỡ khoảng tầm 66kg ấy, thì ngồi này rất ok. Hay như thể trạng mình đang ngồi đây, cụ thể là mình cao 1m63, cũng như là nặng 75kg thì ngồi em này rất là ok luôn, nó không bị khó chịu quá nhiều. Vậy nên để nói với những bạn nào mà chúng ta cao trong cỡ khoảng tầm là từ 1m60 cho đến cỡ khoảng tầm là 1m85 ấy, thì các bạn ngồi em ghế này rất ok, bởi vì nó có thể điều chỉnh độ cao, cụ thể là phần tựa đầu cũng như là phần tựa lưng cho các bạn thoải mái ngồi trong tầm đó. Nói kỹ hơn một chút nhá, với những bạn nào mình 1m63 như mình ấy, mình nghĩ rằng những cái phần như là tựa chân này, 6 phần độ cao nó là vừa phải. Còn với những bạn nào mà chúng ta có chiều cao có khoảng là 1m82, chân các bạn để cũng khá thoải mái luôn, không bị khó chịu quá nhiều. Hay là cái phần tựa đầu này đây, thì mình rằng với những bạn 1m82 ấy, thì phần đầu của bạn ấy nói chung là vừa chạm vào cái phần gần cao nhất của cái phần đệm đầu thôi, nói chung là nó chưa chạm quá. Thế nên với những bạn nào 1m85 vẫn ngồi được. Đầu tiên chúng ta sẽ nói lần lượt về chất liệu hoàn thiện của ghế này nhá. Thứ nhất, các bạn sẽ có 5 cái bánh xe ở đây. Phần chân của nó sẽ làm bằng kim loại đúc nguyên khối luôn. Và cái phần chân này mình rằng thực sự nó rất chắc chắn cũng như là dày dặn, các bạn sờ vào sẽ thấy rõ cái điều này. Và cái phần chân này thì chúng ta cũng sẽ được phủ một lớp sơn tĩnh điện. Tiếp theo ở phía trên thì bạn sẽ có một cái phần piston nhá, đến từ một thương hiệu khá nổi tiếng của Hàn Quốc tên là Samhongsa. Và cái piston này là piston 4 cấp nhá, và chịu tải tối đa là 150kg. Thế nên một người mà trọng lượng cỡ khoảng tầm là 75kg như mình ấy, thực sự ngồi mới chiếm được một nửa thôi. Vậy nên cái trải nghiệm của em này với những bạn nào cỡ khoảng tầm 100 cân ngồi vẫn thoải mái. Ngoài ra chúng ta sẽ có bộ máy được hoàn thiện, có thể nhập khẩu trực tiếp từ Italy. Và hiện tại với một chiếc ghế công thái học trong tầm cỡ khoảng tầm từ 6 đến 7 triệu như em Easychair 2.0 này ấy, chúng ta sẽ có thiết kế full lưới từ phần mâm ghế đến phần tựa lưng cũng như là phần đệm đầu ở đây đều là lưới hoàn toàn luôn. Và cái lưới này ấy, thì theo mình tìm hiểu được nha, sẽ đến từ một hãng của Đức. Nói chung là tên hãng nó đọc hơi khó một tí, mình sẽ hiển thị ngay đây các bạn xem. Và mình thấy rằng em này có một cái yếu tố cực kỳ ăn tiền, đó chính là cái phần đệm tay. Và đây cũng sẽ là cái phần mình thích nhất ở trong cái chiếc ghế này. Bởi vì sao? Đệm nó rất là êm cũng như là bằng da, thành ra ngay khi mình tì để mình gõ phím ấy, nó cũng cực kỳ thoải mái luôn. Còn nói phần tùy chỉnh ấy, thực sự em ghế này nó có rất là nhiều những option tùy chỉnh, từ phần tựa đầu đến phần tựa lưng cũng như là phần mâm ghế. Thế nên nếu mà bạn nào chúng ta không tìm hiểu kỹ càng hay đọc sách hướng dẫn sử dụng ấy, chắc chắn các bạn sẽ bỏ qua cực kỳ nhiều tính năng hay em này. Đầu tiên mình sẽ đến phần đó chỉ là tùy chỉnh đệm đầu 3D. Về cơ bản đây là một cái tùy chỉnh option cực kỳ nhiều. Đầu tiên nhá, bạn sẽ có phần nâng lên đặt xuống này. Đấy, riêng cái phần điều chỉnh chiều cao như này đã khiến các bạn tùy chỉnh nó cỡ khoảng là 10cm rồi. Tiếp theo cái phần đệm đầu đây nhá, chúng ta có thể tùy chỉnh nghiêng ngả này. Nói chung là rất là nhiều tư thế khác nhau, sao cho nó phù hợp nhất với phần gáy của bạn. Và cuối cùng là phần tùy chỉnh khớp nâng hạ đây. Cái này nó sẽ dạng vít xoắn, các bạn vặn xoắn ra thì chúng ta có thể dễ dàng tùy chỉnh. Bây giờ mình sẽ vít xoắn ra, sau đó chúng ta có thể tùy chỉnh nâng hạ cái phần này rất là thoải mái luôn. Vậy nên tổng cộng riêng với phần đệm đầu đấy chúng ta đã có 3 loại tùy chỉnh khác nhau. Tiếp theo là phần tùy chỉnh cái tựa lưng này nhá. Cụ thể ở cái miếng tựa lưng đây nó sẽ làm dạng tách rời và bạn sẽ tùy chỉnh với tổng cộng là 4 mức khác nhau. Chúng ta sẽ kéo lên, kéo xuống như này. Đấy, thao tác của nó thì rất dễ dàng. Và Epione gọi cái cơ chế này là cơ chế tùy chỉnh lưng Atlas. Ngoài ra mình cũng lưu ý bạn một chút, đó chỉ là lưới ở cái phần tựa lưng này nó sẽ không được căng như lưới ở phần mâm ghế cũng như là lưới ở phần tựa ở phía trên đâu. Bởi vì sao? Theo mình tìm hiểu được, đó chính là lưới phần này ấy, nó sẽ được làm trùng hơn nếu mà so sánh với những phần khác. Nguyên nhân đó là để giảm áp lực cột sống lên những đốt sống từ phần L1 đến phần L5. Và với việc làm trùng hơn như này cũng như là giảm áp lực đến các đốt sống L1 L5 ấy, thì chúng ta sẽ có ngồi thoải mái hơn, cũng như là ngồi lâu ấy bạn sẽ bị hạn chế hiện tượng đó chính mỏi hơn. Và công nhận là khi mà chúng ta ngồi với phần lưới nó trùng như này, lưng các bạn sẽ tỉ sát hơn, cũng như là cảm giác của nó mình thấy thoải mái hơn đáng kể nếu mà so sánh với những loại lưới nó cứng quá. Tiếp theo là cái phần kê tay nhá. Cái phần này tùy chỉnh của nó cũng rất nhiều. Thứ nhất, nó có thể nâng lên hạ xuống một cách bình thường thông qua một cái mỏ vịt đây. Các bạn gập này ra, sau chúng ta kéo lên kéo xuống. Đấy, nói chung là thoải mái để bạn sử dụng. Nếu bạn muốn cố định, các bạn gập cái mỏ vịt lại. Thế là xong. Và cái phần này nó có một cái nữa, đó chính là các bạn có thể gập lên đến góc 90 độ luôn, thẳng tắp. Vậy nên nếu mà chúng ta muốn mở rộng không gian làm việc cũng như là các bạn có một không gian thoải mái hơn đấy, có thể gập cái phần tựa tay này lên. Vậy ok. Ngoài ra cái phần tựa tay này nó cũng có một điểm thú vị nữa, đó là nó có thể gập vào trong, cụ thể thông qua một cái phím ở phía bên dưới nhá. Và khi bạn bấm một cái nút bên dưới này nhá, chúng ta phải tùy chỉnh sao cho cái tay cầm này vào trong ra ngoài, sao cho các bạn cảm giác ngồi nó có thể thoải mái nhất. Ví dụ mình bấm vào trong này, đấy, nó sẽ hơi gập vào trong một tí, hay mình bấm ra ngoài. Đấy, ok, nó sẽ toãi ra ngoài nhiều hơn rất là nhiều, bạn thấy không? Nó không bị vướng ở cái phần đó chính là cái mép ghế này nữa. Nói chung với việc dễ dàng tùy chỉnh cái phần tay ghế này, chúng ta sẽ linh hoạt hơn trong việc sử dụng, cũng như là các bạn có thể dễ dàng mở rộng không gian, chỉ cần mở lên như thế này. Đấy, chúng ta sẽ có một không gian làm việc cũng như là một cái không gian mở tay nó thoải mái hơn rất là nhiều. Cuối cùng đó chính là các bạn sẽ có 4 thao tác tùy chỉnh ở phía bên dưới phần mâm ghế với hai bên trái cũng như là hai bên phải. Và bây giờ mình sẽ nói lần lượt các bạn tác dụng của từng cái như nào. Đầu tiên với cái lẫy bên phải ngoài cùng ấy thì chúng ta sẽ để thực hiện thao tác đó chính là giúp các bạn ngửa lưng mới ok hơn. Cụ thể nếu bạn ngả lên trên thì chúng ta sẽ khóa thao tác ngả lưng. Còn nếu bạn gạt xuống dưới nhá thì chúng ta sẽ ngả lưng một cách bình thường như thế này chẳng hạn. Tiếp theo là cái cần gạt ở phía bên trong nhá, thì cái này sẽ đóng vai trò giúp bạn điều chỉnh cái phần mâm ghế cũng như là khoảng cách giữa phần mâm ghế và phần tựa lưng nó phù hợp hay không. Ví dụ mình gạt lên trên thì nó sẽ tự đẩy ra ngoài như thế này, và rõ ràng cái phần mâm ghế cũng như là cái phần khoảng cách ghế nó đã xa hơn rất là nhiều khi mình điều chỉnh rồi. Còn nếu bạn gạt lên một phát nữa thì nó sẽ tự động thu lại. Đấy, thấy không? Rõ ràng cái phần mâm ghế và cái phần tựa lưng nó gần hơn rất là nhiều. Và rõ ràng với riêng hai cái tùy chỉnh này thôi ấy, chúng ta đã có rất nhiều những tư thế ngồi khác nhau cũng như là tùy chỉnh sao cho phù hợp với chiều cao cũng như là cân nặng bạn. Còn tiếp theo đến phần đó chính là hai cái thao tác tùy chỉnh ở phía bên tay phải này đây. Đầu tiên là cái lẫy ở bên trong ấy thì nó cũng rất đơn giản, các bạn gạt cái này lên thì chúng ta sẽ tăng giảm chiều cao. Tất nhiên là nếu muốn tăng giảm chiều cao ấy, các bạn sẽ phải đứng dậy hoặc là chúng ta ngồi lên thì mới tăng giảm chiều cao được. Tiếp theo là cái phím núm xoay ở phía bên dưới nhá, mình thấy rằng để một tính năng rất hay, cụ thể nó sẽ giúp bạn điều chỉnh lực căng khi bạn ngả lưng. Các bạn cứ hiểu nôm na, nếu bạn vặn theo chiều kim đồng hồ ấy thì cái việc ngả lưng của bạn ấy sẽ mất nhiều lực hơn. Còn nếu mà chúng ta vặn ngược chiều kim đồng hồ, đây, vặn ngược chiều kim đồng hồ lại thì khi ngả lưng ấy các bạn sẽ cần ít lực hơn. Nói chung cái điều chỉnh độ căng này mình thấy rằng cũng là một cái khá là hay khi mà mình muốn điều chỉnh. Ví dụ như ở lúc chúng ta ngủ hạn, chúng ta điều chỉnh như này để ngả lưng một cách dễ dàng hơn, sau chúng ta bật dậy cũng dễ. Còn trong trường hợp như các bạn đang làm việc căng thẳng ấy, chúng ta muốn ngả một tí thôi thì chúng ta cái điều chỉnh cái độ căng nó cao hơn nếu mà so sánh mức bình thường, chúng ta cần dùng nhiều lực hơn. Còn nói về trải nghiệm ghế nhá, thì ban đầu đối với cá nhân mình với chiếc Easychair 2.0 này nó sẽ hơi cấn một tí khi mà lần đầu sử dụng. Bởi vì sao? Cấn ở chỗ đó chính là cái phần tựa lưng này. Đây là chiếc ghế đầu tiên mà mình sử dụng nó có phần tựa lưng hai mảnh, gồm có một phần tựa lưng độc lập như này. Thế nên khi mà ban đầu trải nghiệm ấy, cái phần tựa lưng của mình nó sẽ cảm giác nó hơi nhô lên một tí, gây như kiểu là phần lưng của mình nó đẩy ra phía trước như này. Thành ra là cảm giác nó khác biệt một chút nếu mà so sánh với những chiếc ghế trước đây mình dùng. Những chiếc ghế trước đây mình dùng ấy đa số nó sẽ liền mảnh nhá. Với những chiếc ghế trước đây mình dùng ấy đa số nó sẽ liền mảnh, thế nên cái phần lưng của nó không được đỡ nhiều như kiểu chiếc ghế này. Và công nhận là với phần tựa lưng hai mảnh như này ấy, thì dùng thời gian dài nó cũng tương đối thoải mái luôn các bạn ạ. Tiếp theo đó chính là trải nghiệm về cái phần lưới ở đây, và phần lưới này mình công nhận một điều đó cho các bạn sờ vào ấy thế thấy rằng lưới này mặc dù căng nhưng chúng ta không có cảm giác đó nó bị cứng quá hay bị sắc quá như cả một số em lưới giá rẻ khác. Cái điều này thì có lẽ các bạn phải sờ tay vào các bạn mới cảm nhận được. Còn nếu mà chúng ta sờ vào những cái mẫu lưới giá rẻ, chúng ta sẽ cảm thấy rằng nó hơi bị cứng quá như kiểu một số cái ghế cũng khoảng tầm 500-600 nghìn thì đấy, lưới của nó cũng hao lại như vậy. Với cá nhân mình thì mình thích nhất ở cái phần đó chính là đệm này. Bởi vì sao? Thứ nhất đó chính là cảm giác của nó thì cực kỳ thoải mái, nó không bị bám mồ hôi dấu vân tay quá nhiều. Tiếp theo đó chính là khi chúng ta sờ vào ấy, sẽ thấy rằng nó không bị cứng quá. Em ghế mình đang dùng thì nó sẽ rơi cũng khoảng tầm là 4 triệu gì đó, và rõ ràng với em ghế 4 triệu ấy thì cái phần đệm tay này nó sẽ hoàn toàn bằng nhựa. Và khi mình để tay như này nhá, mình gõ phím trong thời gian lâu dài thì phần khuỷu tay của mình cực kỳ mỏi luôn. Và với em này ấy, khi mà nó được đệm như này cũng như là phần da ấy, cảm giác nó thoải mái hơn rất là nhiều, gõ phím rất là phê. Và để mà tổng kết lại ấy, thì với cá nhân mình đây là một em ghế để mà làm việc cũng như là để mà thoải mái sáng tạo content creator các thứ hay edit video ấy, nó đều ok luôn. Và ngay khi mình muốn trơn trượt như này, bánh xe của nó con lăn cũng không có độ xít quá nhiều nếu mà so sánh ở những mẫu máy khác. Tuy nhiên có một vài điều mình chưa thích cho lắm ở em ghế này, đó chính là phần tì tay nó sẽ đi liền luôn với phần lưng ghế. Thành ra mỗi khi mình nằm ngủ ấy, các bạn thấy không? Vấn đề ở đây đó chính là phần tì tay này nó sẽ hướng lên trời, nó không quá thoải mái đối với cá nhân mình. Với em ghế trước kia mình dùng ấy thì cái phần tì tay nó sẽ gắn luôn ở cái phần mâm ghế này, thành ra cảm giác khi nằm ấy nó sẽ thoải mái hơn. Mong rằng ở những phiên bản tiếp theo, ví dụ như Easychair 3.0 ấy thì chúng ta sẽ có cái phần tì tay nó gắn liền với cái phần này. Tiếp theo một cái điều nữa nhá, đó là xét về góc ngả lưng của em Easychair 2.0 này, mình nghĩ rằng cái góc ngả lưng của nó chưa quá sâu đâu, chỉ cỡ khoảng tầm là 135 độ gì đó mà thôi. Và rõ ràng với góc ngả lưng này, nếu mà chúng ta nằm ngủ ấy, nó sẽ chưa thực sự thoải mái. Nhưng dù sao nếu bạn muốn nằm ngủ nó ok hơn ấy, thì hôm nay chúng ta có thể bỏ tiền ra để mua thêm phiên bản mà có cái tỳ chân ở đây. Cụ thể là các bạn sẽ bỏ ra cỡ khoảng tầm là 700-800 nghìn gì đó, chúng ta mua thêm một cái tỳ chân chúng ta đắp vào đây ấy, thì cảm giác của nó khi mà bạn được nhấc chân lên nó sẽ ok hơn khi nó nằm. Với cá nhân mình thấy thì em Easychair 2.0 này sau một tuần mình sử dụng, thứ nhất đó là điểm mạnh của nó, với chúng ta có rất là nhiều các góc tùy chỉnh khác nhau, quá nhiều option luôn, từ phần tựa đầu, phần tựa tay, sau đó là đến cái phần đó chỉ là mâm ghế, cũng như là điều chỉnh phần lưng, thực sự quá là nhiều. Vậy nên để mà bạn có thể set up một cái góc làm việc nó ok, nó thoải mái ấy, thì mình nghĩ rằng em Easychair 2.0 này sẽ là một sản phẩm cực kỳ ngon luôn. Mà quan trọng là mức giá của nó ấy, thì cũng không quá cao, chỉ cỡ từ 6 đến 7 triệu mà thôi. Vậy nên anh em nào mà chúng ta ngồi văn phòng nhiều ấy, các bạn nên mua những em ghế công thảo như này về. Chúng ta mua, chúng ta ngồi vào sẽ cảm nhận sự khác biệt rất rõ ràng giữa những ghế bình thường cũng như là những chiếc ghế công thảo. Tất nhiên với những bạn nào mà thấy rằng mức giá 6-7 triệu nó hơi cao một chút ấy, thì các bạn có thể tham khảo tại Epione nhá. Bởi vì mình cũng đã nói rồi, đó là hiện tại họ đang có những sản phẩm mức giá nó rẻ hơn. Ví dụ như là Forte Chair, mức giá của nó sẽ chỉ có tầm là 4 triệu mà thôi. Nhưng nếu bạn nào muốn tiết kiệm hơn khi mà mua em Easychair 2.0 này ấy, thì mình sẽ để một cái đường link bên dưới nha, ưu đãi đến 600 nghìn luôn. Và bạn đừng quên đó là Epione này, họ cũng sẽ có nguyên một cái group để hỗ trợ người dùng, cũng như là việc trong group đó ấy, thường xuyên tổ chức các mini game, thậm chí tặng cả ghế luôn. Vậy nên bạn nào mà chưa có ghế thì chúng ta cứ tham gia những group đó, biết đâu các bạn ăn một cái mini game chúng ta trúng luôn một cái ghế thì sao. Và đó là tất cả những chia sẻ của mình về em Epione Easychair 2.0 này. Và nếu bạn nào đang dùng rồi hay là dùng các mẫu ghế của Epione này thì bạn hãy comment bên dưới nhá. Và nếu mà có thắc mắc gì về cái ghế này ấy, thì bạn hãy cứ comment, mình sẽ giúp bạn trả lời. Còn bây giờ xin chào các bạn trong các video sau. Nhớ like và subscribe ủng hộ kênh Khôi Ngọng nhá. Bye bye.